thương lắm chợ quê ngày Tết. Bất động sản 2023 dự đoán tăng trưởng thận trọng. Đồng Tháp, du khách rộn ràng check-in với 100.000 giỏ hoa tại đường Hoa Xuân Cao Lãnh. Dòng người đổ về cúng bà chúa xứ núi Sam gây kẹt đường. Phút đời thường hôm nay, nét đẹp văn hóa lễ chùa đầu năm của người Việt. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 23 tháng 1 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Vũ của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Chỉ cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, một mùa xuân mới lại về trên khắp mọi miền đất nước. Ở những vùng quê, các phiên chợ Tết lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập. Chợ Tết không chỉ là nơi buôn bán mà còn mang nhiều nét đẹp văn hóa riêng của mỗi vùng miền. Sắc vàng của hoa, sắc xanh của dưa hấu, màu đỏ của bao lì xì. Các mặt hàng bánh mứt, hoa quả được bày bán ở khắp mọi nơi. Đó là những đặc trưng báo hiệu một mùa xuân nữa đã về. Năm nay thì nói chung là nó rất là khả quan hơn 2 năm rồi. Nói chung người dân người ta đi chợ người ta rất phấn khởi. Sức mua người ta cũng mua mạnh hơn 2 năm. So với bình thường thì sức mua ngày Tết này nó tăng lên cũng khoảng 200-250% cho ngày thường. Giá cả thì năm nay tôi thấy là giá cả là nó cũng rất là bình ổn. Mặt hàng thì đa dạng mà giá cả cũng bình ổn. Trong tâm thức của mỗi người, mỗi dịp Tết về, ai ai cũng đều cố gắng vun vén để có cái Tết truyền thống đủ đầy. Bán rất là phong phú, bán rất là nhiều mặt hàng mà đầy đủ hết trơn các loại mà để mình cúng, mình có thể ra mà mua lựa chọn tùy theo cái túi tiền của mình mà để mình lựa chọn cái mặt hàng mình để mình trưng Tết. Giá thì cũng có tăng hơn bình thường á, hàng ngày đó, nhưng mà cũng trông có còn mua có khả năng mua được, tại vì nó cũng không có tăng đột biến cho lắm. Ví dụ như bình thường á, chị mua bông á là đã 101 rồi, nay thì nó là lên là 180-200, thì ngày Tết thì nó vậy là cũng hợp lý. Vào những ngày Tết đến xuân về, đi chợ Tết không chỉ đơn thuần là để mua sắm, mà còn là để cảm nhận không khí xuân đang về, là nơi để những người con xa quê cảm nhận được cái tình, cái chất mộc mạc của quê nhà. Thưa quý vị, theo dự báo từ DKRA Group, nguồn cung mới và sức cầu của phân khúc đất nền trong năm 2023 giảm nhẹ so với năm 2022 do các địa phương mạnh tay trong việc siết chặt quản lý phân lô bán nền. Nguồn cung mới dao động khoảng 6.200 nền, tập trung chủ yếu tại Long An và Bình Dương. Mặt bằng giá đất nền duy trì mức ổn định, khó tăng giá đột biến trong năm 2023. Cụ thể, ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới dự báo giảm mạnh bằng khoảng 75% so với năm 2022 với 20.000 căn, tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 12.000 căn và Bình Dương khoảng 7.000 căn, các tỉnh thành khác khan hiếm nguồn cung mới. Sức cầu chung tiếp tục duy trì đà giảm từ giữa năm 2022 và dự báo sẽ có những khởi sắc nhất định vào quý 4 năm 2023 khi những vướng mắc về pháp lý tín dụng vào bất động sản. Phân khúc căn hộ hạng A duy trì vị thế chủ đạo, căn hộ hạng C và nhà ở xã hội sẽ gia tăng đáng kể trong năm 2023. Mặt bằng giá bán sơ cấp khó có sự tăng giá đột biến trong năm 2023, trong khi giá bán thứ cấp tiếp tục đà giảm. Phân khúc nhà phố biệt thự tiếp tục giảm so với năm 2022, dự kiến khoảng 5.500 căn. Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với khoảng 1.700 căn, theo sau là Long An khoảng 1.400 căn, Bình Dương khoảng 1.200 căn và thành phố Hồ Chí Minh dao động khoảng 700 căn, chủ yếu tập trung ở khu đông. Với bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung Condotel dự báo giảm so với năm 2022, dao động khoảng 3.700 căn, tập trung phần lớn tại Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định và Quảng Bình. Trong khi đó, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố Shophouse nghỉ dưỡng dự báo giảm mạnh, dao động lần lượt ở mức 3.100 căn và 4.000 căn. Nhiều chuyên gia cho rằng, bất động sản năm 2023 sẽ tăng trưởng trở lại nhưng trong tâm thế rất thận trọng. Với chủ đề bức tranh Đồng Tháp, miền Chú Phú ngập tràn sắc xuân, đường Hoa Xuân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2023 diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết Quý Mão, thu hút rất nhiều du khách tham quan chụp ảnh. Trong ngày mùng 1 Tết, tại đường Lý Thường Kiệt thành phố Cao Lãnh,
Tại trung tâm đường Hoa Xuân Cao Lãnh, khách du xuân nhiều nơi đổ về chụp hình với hàng trăm loài hoa khoe sắc rực rỡ. 2023 năm nay rất là đẹp luôn á, quá trời nhiều cảnh hoa nhiều nè, mà cảnh nhiều nhất là mấy cái em mèo rất là đẹp luôn. Hai mèo ở dưới đầu đường á, làm đẹp quá à. Đường hoa có 3 phần, gồm nét đẹp ngày Tết quê hương, tinh thần vùng đất sen hồng, Đồng Tháp vững tin tiến bước, có trên 100.000 giỏ hoa đủ các loại hoa, chủ yếu từ làng hoa Sa Đéc, hội tụ về tạo nên không gian ngập tràn sắc hương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 22 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận 10 đang tiến hành củng cố hồ sơ chứng cứ để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng do một nhóm quái xế điều khiển gần 100 xe gắn máy, độ chế, thay đổi kết cấu, tập trung thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh vượt ẩu qua nhiều tuyến đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Tổ phòng chống đua xe trái phép của phòng PC08 phát hiện một hội nhóm hẹn nhau vào ngày 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết, sẽ đi bão. Tổ phòng chống đua xe trái phép đã tổ chức chặn bắt, xử lý, qua đó đã chặn bắt được 21 phương tiện, 33 đối tượng, đồng thời phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 10 tiến hành áp giải các đối tượng và phương tiện về trụ sở công an quận 10 để tiến hành xử lý. Hiện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và các lực lượng công an quận 10 đang tiến hành củng cố hồ sơ chứng cứ để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 22 tháng 1, hàng chục ngàn người đã đổ xô về tham quan cúng bà Chúa Xứ Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, khiến một số tuyến đường dẫn vào khu du lịch quốc gia Núi Sam bị ách tắc. Nếu như bên ngoài khuôn viên miễu bà Chúa Xứ Núi Sam là dòng người tấp nập đi vào, thì bên trong lăng miễu bà Chúa Xứ Núi Sam là biển người chật kín để chiêm bái, cúng lạy bà Chúa Xứ Núi Sam dịp đầu năm để cầu gia đạo bình an. Còn khu du lịch cáp treo Núi Sam đối diện miễu bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay đã đưa vào vườn hoa lan trên quảng trường ở đỉnh núi, công viên trẻ em, suối vàng suối bạc, ruộng bậc thang, thác nước suối cùng hàng trăm điểm check-in ấn tượng khác phục vụ du khách. Thưa quý vị, đã từ lâu, việc đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa. Mỗi người đến chùa với mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu duyên, còn người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và cũng có những người đến chùa chỉ để tìm thấy những giây phút bình yên. Và có lẽ đây cũng là nơi để mọi người tạm gác lại những tháng ngày vất vả mưu sinh, mong tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những lo âu của năm cũ. Thưa quý vị, trong tâm thức của người Việt Nam từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa kết thúc năm cũ đón chào năm mới mà còn mang đậm tính tâm linh tín ngưỡng. Ngoài phong tục thờ cúng tổ tiên thì đầu năm là dịp để người Việt đi chùa cầu may mắn bình an cho gia đình cũng như mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Đã từ lâu, việc đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa. Mỗi người đến chùa với mục đích khác nhau. Người thì cầu tài, cầu duyên, còn người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và cũng có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên. Và có lẽ đây cũng là nơi để mọi người tạm gác lại những tháng ngày vất vả mưu sinh, mong tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những lo âu của năm cũ. Đối với nhiều người, đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Mỗi người đi lễ với những mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đi chùa còn để xin chữ đầu năm hay những câu đối có ý nghĩa để đem về nhà treo ở nơi trang trọng nhất, cầu nguyện thành đạt cho cuộc sống và học hành thi cử cho con cái. Nhà tôi là cũng có thờ tổ tiên, thờ Phật, thờ ông bà, rồi nhưng mà tôi vẫn thích đi chùa lễ Phật cho tâm nó được an yên với lại cho nó thanh thản. Thì đầu năm thì mọi người ai cũng thích đi chùa cầu cho gia đình gia đạo được an yên rồi, chứ công việc nó cũng thuận lợi hơn em. Người Việt Nam tin rằng đầu năm là sự khởi đầu mới, là khởi đầu của mùa xuân, của sự sống.
Đây là dịp để con người đến chùa vãn cảnh, cảm nhận hơi thở của mùa xuân, tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Mọi người thường đến chùa để thưởng lãm nghệ thuật kiến trúc độc đáo, cũng như cầu mong bình an, hạnh phúc. Đó cũng chính là sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới với nhiều mong ước, khát vọng mới. Tại vì theo quan điểm cá nhân mỗi người á, có những người họ buồn, họ không thể chia sẻ với ai, thì chùa là cái nơi để mà mình đến, để mình chia sẻ, mình tâm sự với ơn trên, cũng như là mình cầu xin một điều gì đó cho bản thân mình. Mình cảm giác được che chở và được an toàn hơn. Cảm ơn ạ. Thật ra thì mình đến chùa mình chỉ mong mình được bình an cho gia đình cũng như là bản thân mình, các công việc luôn được tốt đẹp hơn và suôn sẻ hơn, bước qua nhiều sóng gió cũng như là nhiều may mắn. Đối với nhiều người, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu. Cuộc sống ngày càng hiện đại, văn minh, nhưng nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được người dân lưu giữ. Qua đó không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thờisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Group. Còn bây giờ Tôn Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.